Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một con mộ dung. Con mộ dung này thì là ác của thằng trường cũ, thằng Xuân Trường. Và mình vẫn nhớ cái ác này. Máu đã đang 650k. Tụng nghĩa này, Long Văn 1, 2, 13, 2, 0, 5. 3 độc tính à, cái này 4 độc tính nha anh em, giảm tốc luôn, ngon không? Nó lệch đúng cái dòng dòng cường. Lại còn bỏ toàn qua mục tiêu kháng độc nữa chứ, ghê nhở. Nhưng mà nhìn thì như thế, nhưng mà nói chung là chúng ta nên làm cái thần khí này để thần khí thương hiệu thôi. Thế mà cái thần khí này chỉ số tụt liềm nhau nhiều lắm, các bạn nhìn nhá. Này. Đấy, mình thay cái này vào này. Đấy. Thay này, thay đi thay lại này. Các chỉ số các bạn nhìn này. Thiệt rất nhiều. Rồi. Bộ này thì là đang đi là nội lực hết, hai thủ. Ok. Rồi. Hello anh em nhé, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Rõ hồn là 405 394. Kỵ nè. Ok. Thú. Ai chả, có con rồng này ghê vậy. Hai tận 2k9. Ở đây có rất là nhiều băng phách ở đây nhưng mà không cái nào ngon cả. Nhĩ Hải rất là nhiều phù đây. Để mình ra xem danh vọng đang chọn cái gì. Thần khí này ác này vip đấy. Nhưng mà thần khí nói thật các bạn là khi mà các bạn danh hiệu từng nhỏ ấy, thì cái thần khí bốn thuộc tính gần như nó chỉ làm cái yếu tố trang trí và khẳng định đẳng cấp thôi, chứ cái độ hiệu quả nó không cao. Khi chúng ta danh hiệu từng nhỏ, chúng ta nên chọn một cái thần khí có một thuộc tính thôi và nó chuẩn dòng đấy thì chỉ số nó đẹp hơn. Đây, anh vọng thể đang chọn là thể. Ok rồi, bây giờ đến các cách đầu dòng của bạn ấy này thì anh em xào. Rồi mình sẽ đọc nguyên văn nhé, mình chơi mức tiểu gia. Ở tiểu gia mà ông đóng quân vậy là kinh rồi đấy. Đợi có event hoặc có ai bán mình mua thẳng Bá Vương lệnh và Long Văn, tức là bạn ấy xác định luôn là bạn ấy mua thẳng luôn chứ bạn ấy không là, thế nên sẽ bỏ qua cái vấn đề là phải làm hai cái này. Ok, mua thẳng Long Văn tức là bạn mua thẳng nguyên liệu để bạn làm chứ không không có sẵn cái Long Văn 80 để mua đấy, nói thế cho anh em hiểu. Chỉ Vega Map. Rồi mình muốn bạn tư vấn đồ và cho phù hợp lý nhất. Mộ dung thì dược như thế nào, mình sẽ chú trọng vào mảng đó. Thì dược như nào, dược hay là được, và mộ dung dược à, mình nghĩ bạn ấy không không nhầm từ đâu, dược nhé. Dược mai mình lên công tác rồi nên nhờ mình gấp. Ok à. Mình mới chơi mộ dung lần đầu tiên và mới mua ác được 2 ngày, mong bạn sắp xếp hộ skill. À, mình không biết gì về mộ dung đâu. À, cái thứ nhất ý là phải 10 điểm cho bạn ở cái chỗ là khá dũng cảm. Đấy. Tại vì sao lại thế? Tại vì bạn không biết chơi mộ dung mà bạn dũng cảm bạn chơi mộ dung để tìm hiểu. Biết thêm nhiều cái mới chứ không bo bo mãi ở một môn phái, gọi là môn phái tủ của mình. Đấy là điều hết sức tuyệt vời. À, 10 điểm. À, cái thứ hai nữa ấy, là bạn chọn đúng thằng mộ dung lại là càng tuyệt vời hơn, 10 điểm phải cộng cộng nữa. Vì sao lại thế? Tại một thằng mộ dung nó khá là khỏe, không chỉ PK lôi đài mà cả map nữa. Thế thì giải quyết cái vấn đề về dược đầu tiên cho bạn ấy thì là mộ dung dược nó ở đâu. Dược nó là môn phái võ đang này, dược thằng mộ dung là ở võ đang nhá. Đấy. Thằng mộ dung là chuyên copy skill nên là sang Trương Tam Phong học trộm dược. À, đây học rồi mà, học rồi gì đúng không? Đây thế thì thôi tôi giới thiệu luôn cho bạn, nhiều bạn chưa biết thì học ở đây này. À, đây và nó cũng đã chế rồi. Đấy, học ở đây này. Thế thì như này là bạn đang
đang đang cũng chế một số món ở đây rồi đúng không? Thế nhưng mà khổ nỗi là thằng chế dược của Võ Đang và Mộ Dung ấy, nó không phát huy hiệu quả nhiều lắm. Thì chủ yếu chúng ta lấy cái là cái giảm kháng, thì cái này 15 điểm này, bạn chế thêm khoảng cỡ 88 điểm nữa, à đâu 9 98 điểm nữa thì sẽ thăng lên cấp 6, thì bạn sẽ học được cái này. Đấy, 30 điểm thế thôi, còn ngoài ra thì không phải không cần phải nâng nữa đâu. Nếu như bạn muốn nâng ấy thì bạn nên tập trung vào cái này. Tức là cái này nó rất đơn giản thôi, mà bạn đi hái dược, bạn gặt về, xong bạn cho vào đây bạn nghiền. Bạn nghiền nó lên cấp, xong bạn lại cứ nghiền nghiền lên cấp dược nào thì bạn nghiền cấp đấy. Thì sau đó mà khi lên cấp 9 ấy, bạn sẽ học được chế lát ba cái này. Băng công, huyền công, hỏa công và độc công. Mỗi loại đấy là 120 điểm. Thì nó bằng một viên ngọc cấp 5. Thì tiếp đến thì nếu bạn muốn tập trung thì bạn có thể tập trung vào cái này. Cái nấu nướng này. Thì cấp 1 thì bạn, cấp 2 thì cứ cấp thực tài, trung cấp thực tài mà nhai thôi. Còn ở đâu thì vào tiền trang ấy, mua cái thịt thì nhai. Trong chế biến thành trung cấp thực tài. Còn trung cấp thực tài thì nhai tiếp ra thì nó ra cái này. Dần dần nó tăng mắt lên thôi. Nhưng mà muốn chế được cái này thì nó trong nó có cái gì? Nó có nội lực, cường lực, thể lực, trí lực, thân pháp. Mỗi loại 80 điểm. Thì nên tập trung vào thể và thân. Mỗi loại 80 điểm ấy. Thì làm nào thì phải đi trồng trọt, mà trồng trọt thì khá là lâu. Thế tùy bạn nếu mà muốn cày. Nha, xong rồi vấn đề về dược này. Tiếp đến ấy, thì bây giờ này. Cái vấn đề là sắp skill. Đấy, rồi. Thì skill đây đây, đứng đây luôn đi. Skill như này. Cái việc đầu tiên ấy là mình phải nói với bạn rằng là cái việc PK nó là do mỗi người có một cách PK riêng. Người ấy thì thường sẽ, đây mình sẽ tắt đi, người thường sẽ tham doanh trước và lăng thần thức sau. Đấy. Nhiều người thì sẽ lăng thần thức trước xong là xoắn. Đấy, xong combo. Nhiều người thì sẽ là đánh, gọi là nhiều thằng nó đánh chấp phá thiên thức này kia, vân vân. Thế thì cái đầu tiên ấy mình muốn nói với bạn mà mọi người hay dùng ấy thì là như thế này. Bạn nên dùng bốn ngón tay này, cả bốn phím là F1, F2, F3 và F4. Cái F5 bạn dùng ngón trỏ luôn. Đấy, thế tức là 1, 2, 3, 4 này, đến tận đây là 5 này này, đến 6 đây này. Đấy, tức là đến vị trí thứ 6 này là bạn dùng bằng bốn ngón này. Đấy, còn F7, F8 này thì bạn dùng chuột. Thì tiếp đến ấy, thì cái trên A là T1 này, AT1 này, AT2, AT3, AT4, AT5 này, AT6. Thì bạn dùng ngón cái kẹp A là T này. Nha. Và cái tương ứng AT1, AT2 đến AT6 là bạn dùng bằng tay. Tất nhiên không phải là bó buộc như thế, đôi khi mà bạn phải dồn ra một thằng nào đó, nhưng bạn nhắm một này thì bạn dùng cái này không sao. Nha. Nó là dầu F1 thì sao bạn dùng cái này không sao cả, vân vân gì. Mà đấy là theo mình, còn ngoài ra thì bạn tự chế biến. Thì đấy là cái cách. Còn cái việc skill ấy thì như mình hay chia sẻ với bạn rồi ấy, các bạn nhiều lần rồi, đó là cái con ngựa này này. Các bạn đặt ở đây làm gì, có phải lúc nào bạn cũng dùng đâu, dùng thường xuyên đâu. Ví dụ bạn đang VK mà chạy 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 bấm đấy cái, chứ không phải lên ngựa không? Thế là gì sao ạ? Vứt. À đây. Cái sao ạ? Vứt nha. Cái trường này là cái trường giải mù. Nên khi mà bạn bị mù ấy, ví dụ bạn bị con Ngami nó nguyệt lạc phát chẳng hạn, sau lúc đó mới mò mò tìm skin đâu 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 đâu. Đấy. Thì đôi khi là bị nó chỏa cho hết mất mù ấy rồi. Thì tôi giải làm cái gì? Nên skin mù này bạn phải đặt ở một vị trí nào mà nó dễ bạn thao tác nhất. Còn bạn đã đặt ở đâu đấy là do việc bạn quen tay. Đấy, nhưng mà theo mình ý, thì nên hạn chế đặt ở cái thanh dưới này. Cái thanh dưới này nên dùng nguyên một skill rank thôi. Thì bạn nó nên đặt đâu đó ở chỗ này chẳng hạn. Ví dụ bạn. Thì bạn ấn AT3 phát là được rồi. Đấy. Nguyệt dính nguyệt lạc phát đúng không? Dính tiêu tương giáo vũ phát đúng không? Dính ám khí mù phát đúng không? Dính tiềm long vật dụng phát đúng không? Hoặc là dính liên nỗ của Võ Đang, à liên nỗ của Đường Môn phát đúng không?
hoặc là dính cái yếu quyết 65 đường môn ấy, đấy, vân vân, đi giải luôn, đấy. Anh chấp đến này, những cái này này thì không cần thiết, có auto dùng rồi, thế cho nên là theo mình vứt cũng không nên để đây. Cái trường này ấy, thì nên để ở một vị trí nào đấy ít dùng thôi, theo mình là để bên này này, tại vì chúng ta còn để dành nộ để giải cái này chứ không nên dùng nộ. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Còn cái trường này này là cái trường giải khai, thì bạn nên đặt ở một vị trí nào đấy ổn. Nhưng mà dùng cái này ấy, thì đấy tùy bạn, bạn nên theo mình đặt đây. Đấy là mặt tiễn này thì đánh nhau trên map thì kiện mẹ chúng nó đi mà lạc mã thì vứt. Cái trường này là một trường khóa này, thì bạn nên đặt sát cái chỗ có bộ khóa ấy. Giả sử như đây này, khóa này. Đấy, khóa cái này trong khóa cái này. Đấy, vân vân, tùy. Hoặc là bạn đã đặt xuống thế này, tùy. Có trường tàng hình này. À, trường tàng hình này nó mới quan trọng này. Cũng phải đặt ở một cái vị trí nào đó nó hợp lý nhất. Mình lấy ví dụ. Khi mà bạn nhìn thấy bạn đứng cách xa vị trí thằng tiêu dao, bạn đứng từ đây này. Thằng tiêu dao ở đây này. Bạn nhìn thấy thằng tiêu kia nó phụt lên phát khê xuân hành lữ. Thì trong đó có khoảng tầm nửa giây thì cái skill khi sơn hành lực nó phi từ đây nó chạy 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 trúng các bạn. Thế bạn nhìn thấy khi sơn hành lực rồi các bạn nói tìm tàng hình đâu nhỉ để tàng hình phát trong mấy ấn thế này thì nó trúng ôi còn đâu nữa đúng không? Cho nên là bạn cũng phải đặt ở một vị trí nào đấy mà nó là thuộc skill ưu tiên. Thì theo mình ấy thì cũng đặt sát cái này đi đấy, hoặc là đặt ở đây đi, đây, đây. Tùy nhá, đấy, tùy nhá. Đấy. Thế thì còn những cái vấn đề xoay quanh nữa này. Đâu xem nào, đây đọc đọc yêu cầu của bạn đây này. Là gì ta? Mình còn một set à, một set trong kho nữa à, bạn bảo một set trong kho nữa. Để xem nào, chế set chiến thần ở đâu, bạn lên mục tìm kiếm YouTube, bạn gõ là chế chiến thần TM là sẽ thấy video nhé. Nếu có cái có rồi mình sẽ không giới thiệu lại nữa. Anh em thấy hay thì nhớ like nhá, nhớ like ủng hộ mình với, cảm ơn các bạn nhiều, like chia sẻ nhé, đăng ký kênh. À, đây có một cái xét này là xét băng ở trong kho. À, huyền công ấy chứ. À, huyền công này. Đây tất cả xét này là huyền công hết rồi mà. Thế thì như thế này. Theo mình ý là bạn đi PK map, bạn chỉ PK map thôi, bạn không PK lôi đài. Cho nên là theo mình là chuyển về một thuộc tính đi. Đi chơi bốn thuộc tính làm gì? Một thuộc tính cho chỉ số nó trâu, máu nó trâu. Nhưng mà bây giờ tháo ra lắp vào ấy thì nó cũng hơi vất vả. Theo thôi thì cứ để cũng được. Nhưng bốn thuộc tính cầm cho nó đẹp về PK map mà. Bây giờ giải quyết đến vấn đề PK map thì bạn đầu tiên mình muốn bạn hiểu ấy là khi PK map chúng ta sẽ có hai cái phạm trù PK map. Một ý là bạn đi tanh. Đi tanh là nào, tức là bạn đấu đam trực tiếp với những thằng võ đang, à quên sorry, đấu đam trực tiếp với những thằng ví dụ như là cái bang, thấy cái bang lên bạn ôm thì bạn bật phá thiên thức này này, nhưng cái bang nó bị phực lại, nó xoáy nó cũng không chạy được, nó không càn ở bầm bầm được. Đấy, nên bạn ôm được. Thì muốn ôm được nó, bạn phải phun kháng độc. Thì cái set này của bạn hiện tại là không có kháng độc. Thế cho nên nếu như bạn đi tanh thì bạn phải lột hết thân nội ở đây ra, ốp kháng độc hết, và thậm chí là những slot này bị hy sinh huyền hết thì bạn mới trâu được. Đấy nha. Thì là đấy là cái cách. Thì kháng độc bạn phải đóng lên khoảng cỡ tầm 2k, 1k9, 2k gì đó. Thậm chí võ hồn này bỏ võ hồn huyền ra làm võ hồn độc luôn. Thì đấy là cái vấn đề về tanh.
cái cách đó sẽ làm bạn thoải mái hơn trong cái việc PK map, sướng hơn, trụ lâu hơn, thích mắt hơn và cảm thấy mình quá là pro, tại vì sống lâu hơn bọn khác cứ về địa phủ vèo vèo nha. Cái đấy là thích hợp rất nhất cho người chuyên PK map. Thế nhưng mà còn một cái nhánh nữa mà nhánh này cũng khá là hay, nhưng bạn phải hiểu cái đã, là cái nhánh bạn vẫn đi ngọc nhưng mà bạn đi ngọc để đam, bạn chuyên móc lốp Nami ở phía sau ấy, thì là như nào, ví dụ như BK bang ấy, địch mình đánh nhau đang ở ngựa chẳng hạn, thì bạn phù lên VIP, bạn móc lốp xuống để tiêu diệt Nami của nó, giúp đồng đội mình tấn công, đúng chưa ạ? Đấy, giống như kiểu là đi đánh trận ngày xưa hay là tiêu diệt kho lương, vận lương các thứ đấy. Thì lại bạn không nên đi kháng độc, bạn lại nên đi ngọc như thế này để lấy cái đam nó to nha. Thì cái bọn Ngami lên map ấy nó chỉ có kháng độc thôi, ít con kháng nguyền lắm. Con kháng nguyền nào, những con nào mà không đi kháng độc ấy thì thường bị cái ba nó càn chết nhanh lắm, nên là bắt buộc nó phải chọn kháng độc. Nên khi bạn mổ rung lên bạn ôm ấy thì nó nhanh hiệu lắm. À, đấy là cái cách, thì có hai nhánh như thế, bạn tự tùy bạn lựa chọn. Cái lựa chọn này mình không giúp cho bạn được, mà bạn phải tự làm. Tại vì ở đây bạn mới chỉ có, bạn gọi là xét nhưng mình không gọi là xét, mà là bốn cái nhẫn phù chứ xét gì. Xét ấy là bạn phải đầy đủ điêu văn. Một đây này, đấy, tất cả xét này, xét là tất cả những cái món như thế này, này. Nhẫn phù có, đồ thủ có, ngọc ngà có, điêu văn đầy đủ thì đấy mới gọi là xét. Nhưng mà theo mình bạn đánh map thôi thì không nên. Và đấy, nếu mà bạn lựa chọn cái châu ấy thì đơn giản thôi, gỡ nội lực này ra đập kháng độc nhá, gỡ nội lực, gỡ thân pháp độc kháng, gỡ thân pháp độc kháng hết và đập cho maximum luôn nhá. Ok rồi, thế thì anh em còn có hỏi gì không? À, rồi ok, chắc là đầy đủ rồi đấy.